Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Thanh Trúc Channel Bếp Nhà Phù Thủy nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món thịt kho hột vịt. Thì thịt heo của mình ở đây thì mình mua, có người thì mua thịt heo ba gọi, có người thì mua cái loại đùi giò hoặc là thịt nạc, mà mình ở đây thì mình mua cái loại thịt nạc dăm. Thịt nạc dăm thì mình thích kho cái loại này bởi vì vừa có nạc thịt xen lẫn với nhau trong đó luôn. Thì mình kho lên thì cái thịt của mình nó ăn nó béo béo và nó không có bị dai hay là nó ngán. Chính vì vậy cho nên mình hay mua cái thịt nạc dăm để mình kho rượu, kho với trứng. Thì cái thịt này mình có thể là mình làm sạch, mình về mình rửa cho thật sạch với muối hoặc là chút xíu giấm mình pha vô để mình rửa cho thật là sạch, rồi mình thực hiện mình kho. Hoặc là có người thì mua về là rửa sơ qua xong rồi họ đi luộc lại, họ bắt nước sôi lại, họ trần qua nước sôi, sau đó họ rửa lại rồi họ mới kho. Thì tùy theo cái nguồn gốc mà thịt heo của mình mua như thế nào thì mình có thể chế biến cho phù hợp với từng gia đình nha. Ở đây thì thịt heo chút rửa sơ với lại chút xíu, pha chút xíu giấm muối, chút rửa lại thật sạch. Sau đó thì chút sẽ thực hiện ướp với lại là tỏi và ớt. Tỏi ở đây là chút sử dụng là tỏi Hà Nội của mình, sau đó mình mua về mình sẽ băm, mọi người có thể xay cũng được. Ớt thì chút sử dụng ớt ớt sừng mà loại không cay á, để ướp cho thịt khi mà chúng ta làm nó lên cái màu, nó sẽ kho sẽ màu đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ ướp cái ớt sừng này với lại tỏi, tất cả chúng ta băm nhuyễn và chúng ta sẽ trộn với cái là thịt này để chúng ta ướp để màu giờ nó sẽ rất là đẹp. Kho với nước dừa nữa thì cái màu thịt chúng ta kho lên nó sẽ đẹp tự nhiên và rất là ngon nha. Ớt này thì không cay cho nên là các bé ăn vẫn được, nhà mình có bé nhỏ nhưng mà bé ăn rất là ngon. Bé còn hỏi là đây là phải là cà chua không mẹ, ăn ngon quá. Ướp này thì sẽ tạo nên cái màu thịt rất là đẹp. Thì chúng ta ướp là tỏi, ớt, chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 đến 3 muỗng nước mắm để chúng ta ướp. Chúng ta sẽ ướp với chút xíu đường, chúng ta sẽ sử dụng đường phèn để nó có cái độ ngọt thanh. Và sau đó thì chúng ta sẽ để trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút cho cái phần thịt gia vị nó thấm. Chúng ta sẽ bắt lên chúng ta kho và chúng ta sẽ sau đó thì chúng ta sẽ đổ nước dừa vào. Chúng ta kho riu riu đến khi mà thịt của chúng ta nó mềm. Thì chúng ta cho cái hột vịt hoặc hột gà mà chúng ta luộc vào, sau đó chúng ta kho tiếp tục riu riu cho đến khi mà cái phần thịt của chúng ta nó vừa ăn và nó sắc xuống nha. Sau khi chúng ta ướp thịt xong á thì chúng ta sẽ thực hiện để trong vòng 15-20 phút á, để cho thịt nó thấm vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt bếp lên, chúng ta sẽ nấu cái phần thịt này, chúng ta xào phần thịt này nha. Chúng ta xào phần thịt này cho nó săn lại, sau đó chúng ta sẽ cho nước dừa vào để chúng ta kho liu riu nha. Và bây giờ khi mà xào thì chúng ta sẽ thấy là rất là thơm, thơm cái mùi của nước mắm nè, của tỏi, của ớt, rất là thèm luôn nha. Mới kho thôi nhưng mà cái mùi nó bốc lên rất là thơm. Đó, chúng ta sẽ để lửa cho nó liu riu và nó săn cái thịt lại. Sau khi mà săn thịt lại rồi thì chúng ta sẽ cho nước dừa vào để chúng ta kho tiếp nha. Và bây giờ thì Trúc chuẩn bị đi luộc trứng vịt đây. Sau khi chúng ta cho nước dừa vào thì chúng ta sẽ luộc trứng. Luộc trứng xong thì chúng ta lột nhỏ và chúng ta đợi khi mà thịt á, cái miếng thịt heo mà chúng ta xơm nó mềm rồi á, thì chúng ta bắt đầu cho hột vịt vào và chúng ta kho riu riu á, kho riu riu cho đến khi mà cái nồi thịt của chúng ta sắc lại và nó mềm, thịt nè, trứng thì nó vừa ăn thì chúng ta sẽ
tắt bếp và chúng ta dùng. Thì cái nồi thịt kho nhiều như thế này thì mình không có ăn hết, thì tránh việc chúng ta hâm đi hâm lại nhiều lần á, thì chúng ta có thể chia nhỏ ra từng bọc hoặc là từng khay, từng hộp nhỏ, và chúng ta để trong tủ lạnh. Mỗi lần ăn thì chúng ta lấy một phần ra và chúng ta sẽ hâm để chúng ta ăn, tránh cái việc hâm đi hâm lại mà thịt của chúng ta nó sẽ rất là mặn. Vâng, đây là cái nồi thịt kho của mình. Bé nhà mình rất là thích ăn thịt kho trứng cho nên là mình thường hay làm. Và các bạn thấy đó, ớt của mình á, khi các bạn kho chung với nước dừa thì một hồi thịt của mình sắc xuống nó sẽ có cái màu rất là đẹp, màu rất là tự nhiên, và đặc biệt là các bé ăn thoải mái không có sợ cay nhé. Này, và bây giờ cái nồi thịt kho của mình nó đã sắc xuống từ từ rồi đó. Mọi người thấy cái màu của trứng nó bắt đầu đậm đậm, nó nâu nâu, và thịt của chúng ta bắt đầu lên màu đẹp, và cũng như là cái nước của chúng ta, mọi người thấy nó sắc lại đó, nó sắc lại, thấy nó màu nó đậm hơn, và miếng thịt của chúng ta nó cũng đậm màu hơn, trứng của chúng ta thì nó chuyển sang màu nâu. Và bởi vì cho nên là bé nhà Trúc nó hay nói là mẹ kho trứng nâu trứng vàng với thịt, trứng nâu trứng vàng với thịt là thịt kho rượu. Này là thịt của chúng ta bắt đầu nó bắt mắt rồi đấy, nó bắt đầu có màu và ngon lên. Vâng, đây chính là cái món thành phẩm của chúng ta, món thịt kho trứng của chúng ta ha, với cái màu rất là ngon, rất là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp và rất là ngon. Cái trứng của chúng ta thì nó nâu như thế này thì nó sẽ không bị cứng, nó không quá đậm thì nó sẽ không cứng, và bên trong của chúng ta thấy ha, cái trứng của chúng ta rất là ngon, màu đẹp. Và chúng ta muốn ăn lâu thì chúng ta chia cái thành từng hộp từng phần và chúng ta để trong tủ lạnh, khi nào ăn thì chúng ta sẽ đem ra chúng ta hâm, để tránh cái việc mà chúng ta hâm đi hâm lại nhiều lần, thịt nó sẽ bị mặn, bị sắc xuống và nó sẽ không còn ngon như chúng ta mới kho nha. Và chúng ta có thể ăn kèm với rau sống, dưa leo, cà chua, hoặc là các cái món rau món canh tùy khẩu vị của từng gia đình. Cách làm rất đơn giản nhưng chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, bởi vì chúng ta kho chúng ta có thể ăn được 2-3 ngày chẳng hạn đó, mà rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã xem clip và video này của Trúc nha. Các bạn có thể nhấn vào cái nút đăng ký ở phía dưới để xem nhiều video hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video này nhé.